Dạ vâng, thưa bạn Hoàng Giang, cũng, câu hỏi của bạn cũng giống như rất nhiều các cái mối quan tâm của các bác khán giả khác, đó là cái việc khối u sát với hậu môn như thế này thì có cơ hội để giữ được hậu môn hay không? Thì xin thưa với bạn là đối với cái u sát hậu môn có hai phân như thế này thì cái cơ hội để chúng ta giữ được hậu môn là cực kỳ khó. Vì cái sát với hậu môn như thế này thì cái cơ thắt hậu môn ở ngay cạnh đấy, nếu như chúng ta cắt không đủ thì nó sẽ tái phát. Còn nếu chúng ta cắt rộng thì chúng ta không còn cơ thắt nữa để đưa hậu môn xuống, để giữ được hậu môn. Thế bởi vậy, cái lựa chọn mà các bác sĩ đặt ra đó là cắt toàn bộ trực tràng và đeo túi hậu môn nhân tạo là vĩnh viễn. Cách tiếp cận bằng những cái phương pháp phẫu thuật gồm có 3 cách: mổ mở, mổ nội soi thường quy, thông thường và mổ nội soi robot. Thế thì ở tại bệnh viện ca của chúng tôi hiện nay, chúng tôi áp dụng cả 3 cái cách thức tiếp cận đó. Đối với những người bệnh có nhu cầu về phẫu thuật nội soi robot thì chúng tôi luôn luôn rộng mở cánh cửa là giúp cho bệnh nhân có thể đăng ký mổ robot, và cái mơ với mức chi phí hết sức là hợp lý, bởi vì cái mổ robot cắt trực tràng đã được thông qua với Bộ Y tế, được chi trả một phần chi phí. Nên do vậy với mức chi phí rơi vào con số quãng khoảng 5-70 triệu là chúng ta đã có thể can thiệp cái phương pháp này. So với trước đây, so với các nước khác thì con số này nó có thể lên đến 150-180 triệu, thì bây giờ con số chúng ta có thể thực hiện cái ca mổ nội soi đại trực tràng này chỉ rơi vào quãng khoảng 50-70-80 triệu. Thì đó cũng là thông tin rất là vui để giúp cho bạn có thêm sự lựa chọn để khi mà quyết định là có mổ nội soi robot hay không. Với một câu hỏi là có cần phải hóa xạ trị bổ sợ hay không, thì câu hỏi này sẽ được trả lời sau khi bệnh phẩm, sau khi cái trực tràng của bố bạn được cắt ra và được gửi cho các nhà giải phẫu bệnh để phân tích, đánh giá giai đoạn nó là giai đoạn nào, đã di căn hạch hay chưa. Thì từ đó các bác sĩ của chúng tôi sẽ quyết định lựa chọn phương án là có điều trị tiếp hóa chất bổ trợ tiếp theo hay không. Còn tại giai đoạn này, bác sĩ nắm đoán là giai đoạn của bố bạn trên lâm sàng là giai đoạn còn tương đối tốt, bởi vậy quyết định lựa chọn sẽ là điều trị phẫu thuật trước. Xin cảm ơn bạn.